Đến sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân đuối nước tại hồ nước sâu ở khu vực cầu choáng, xã Quan Đạo, huyện Quan Quá. Trước đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo có vụ đuối nước tại hồ nước sâu ở khu vực cầu choáng, xã Quan Đạo, huyện Quan Quá. Theo người dân, tối ngày 27 tháng 8, có 4 người nhảy xuống hồ khu vực cầu choáng để tắm. Sau đó chỉ có hai người bơi lên bờ, còn hai người mất tích dưới hồ nước sâu. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường vụ đuối nước tìm kiếm nạn nhân. Đến gần 24 giờ ngày 27 tháng 8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là anh LTD, 29 tuổi, ở xã Quang Phúc, huyện Quang Quá, sau nhiều giờ tìm kiếm, đến rạng sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại là anh NVT, 21 tuổi, ở xã Quảng Trường, huyện Quang Quá. Hiện công an tỉnh Thanh Quá đang làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước.